Như phóng sự vừa đề cập, hiện chỉ có 5,3% đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh thành lập được tổ chức công đoàn. Vì sao con số này lại thấp như vậy, trong khi vai trò tổ chức công đoàn hết sức quan trọng, cũng như nguyện vọng của người lao động là không hề nhỏ. Thường xuyên duy trì tối thiểu 30 lao động với mức lương từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Thu nhập khá tốt, người lao động yên tâm gắn bó. Nhưng điều băn khoăn lớn của họ chính là cơ sở chưa có tổ chức công đoàn. Là người lao động thì tất nhiên là bọn em cũng mong muốn là sẽ có một cái tổ chức công đoàn để bảo vệ những cái quyền lợi cho những người trực tiếp sản xuất ạ, giao lưu nhiều với xã hội hơn để bọn em hoàn thiện mình trong cuộc sống và cũng như trong công việc. Nộp tiền thì bọn em mấy chục nghìn thì bọn em vẫn nộp được. Và làm việc tại cơ sở này từ năm 2017, chưa hiểu rõ về điều kiện cũng như quy trình thành lập tổ chức công đoàn, song chị Hoàng Thị Thùy vẫn tin tưởng vào đây mình sẽ được quan tâm về mọi mặt. Em nghĩ là công nhân sẽ là mọi người sẽ tập trung vào ạ, xong là hỗ trợ công ty ạ, xong là đóng tiền vào thành lập một công đoàn. Em thấy các cái cơ quan công chức nhà nước ấy, họ có công đoàn đấy ạ, xong là họ có ví dụ là cái ngày lễ ngày Tết người ta tập trung ạ, văn nghệ thể thao ấy ạ. Em chỉ mong muốn là công ty nó có cái hoạt động ấy, tham gia công đoàn ấy, xong là bọn em tham gia vào ấy. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, toàn tỉnh có trên 3.600 đơn vị kinh tế tư nhân đang hoạt động, trong đó có 1.354 doanh nghiệp hoạt động ổn định và có doanh thu trong 3 năm trở lại đây. Tuy nhiên, chỉ có 5,3% trong số đó có tổ chức công đoàn. Chủ yếu một số doanh nghiệp thì doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp thì chỉ có bộ khung, làm việc theo mùa vụ và hợp đồng lao động theo công trình, theo phần việc. Thứ hai ấy, là một số chủ doanh nghiệp hiện nay thì cũng chưa hiểu rõ, sợ là khi có tổ chức công đoàn sẽ gây phiền hà cho doanh nghiệp. Việc thành lập tổ chức công đoàn ở các đơn vị kinh tế tư nhân là hết sức quan trọng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cả người lao động và chủ sử dụng lao động, đồng thời tạo nền tảng cho công tác phát triển đảng ở những đơn vị này. Chúng tôi đã chỉ đạo các cấp công đoàn phải tham mưu tốt cho cấp ủy, cho ban chỉ đạo phát triển tổ chức đảng đoàn thể ở địa phương của ngành. Cái thứ hai là chỉ đạo các cái đơn vị thực hiện tốt cái việc rà soát các cái doanh nghiệp đủ điều kiện để xây dựng kế hoạch, lộ trình để mà phát triển theo đúng cái chương trình nhiệm kỳ cũng như là chương trình hàng năm đề ra. Trong các doanh nghiệp, công đoàn là tổ chức không thể thiếu trong mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Bởi vậy, cùng với sự quan tâm của các ngành, các địa phương, bản thân các doanh nghiệp cần xác định rõ, việc thành lập tổ chức công đoàn không chỉ đáp ứng nguyện vọng của người lao động mà cũng là để đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.